Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, cùng các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh. Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ngay đầu giờ sáng đã có nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu thảo luận, bày tỏ đồng tình với báo cáo kinh tế xã hội của Chính phủ, đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn của người dân, doanh nghiệp, đồng thời đóng góp các ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tham luận về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Tiến, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2020 là rất khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Do vậy, cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp. Thứ nhất, do đại dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của bộ phận người dân đang gặp nhiều khó khăn nên việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội và ngân sách theo nghị quyết của Quốc hội cho năm 2020 là thách thức rất lớn và rất khó đạt. Do vậy, đề nghị Chính phủ sớm báo cáo Quốc hội xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 cho phù hợp với thực tiễn. Thứ hai, nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ nhằm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống cho bộ phận người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thứ ba, đẩy nhanh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cổ phần hóa và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ theo kế hoạch để không làm ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020. Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, các nhà báo lão thành và 187 người làm báo tiêu biểu trong cả nước được tuyên dương khen thưởng. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 95 năm báo chí cách mạng Việt Nam và những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 187 đại biểu được tuyên dương tại hội nghị là những người làm báo tiêu biểu của cả nước đã có thành tích và những đóng góp nổi bật trong hoạt động báo chí được cơ quan, đồng nghiệp, khán thính giả, độc giả đánh giá cao. Nhiều nhà báo đã lăn lộn thâm nhập thực tiễn, không né tránh những đề tài khó gai góc, bám sát hơi thở cuộc sống xã hội. Nhiều người làm báo đã vượt lên khó khăn về điều kiện tác nghiệp cho ra đời những tác phẩm báo chí chất lượng. Đội ngũ nhà báo đã không ngại khó khăn, thử thách, hăng hái đến những vùng biên giới, hải đảo xa xôi, kịp thời tuyên truyền cổ vũ, động viên nhân dân, bám rừng, bám biển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Rất nhiều nhà báo đã dũng cảm dấn thân thâm nhập vào những điểm nóng, vượt qua gian nguy và những cám dỗ vật chất để mang đến cho khán thính giả, độc giả những thông tin chân thực nhất, những loạt tin, bài nóng hổi, những phóng sự điều tra về những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, như các đường dây tội phạm ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại. Có những phóng viên, nhà báo đi vào tâm bão, tâm dịch để có những phóng sự chân thực về đời sống của người dân bị thiên tai dịch bệnh. Đó là những tấm gương người làm báo tiêu biểu đã tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ nhà báo tiền bối, xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Được chọn là một trong hai đại biểu tham dự gặp mặt tuyên dương các nhà báo tiêu biểu toàn quốc. Ngoài cái sự vinh dự tự hào, tôi cảm thấy là đây là một cái cơ hội để tôi có thể học hỏi, giao lưu và
trau dồi thêm những cái kinh nghiệm làm báo, đặc biệt là trong cái bối cảnh làm báo thời hiện đại, cái sự dấn thân, cái bản lĩnh của nhà báo trong mọi hoàn cảnh để đáp ứng cái nhu cầu thông tin nhanh nhất và xác thực nhất đối với bạn đọc. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới người làm báo cả nước nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan báo chí và mỗi người làm báo hôm nay cần học tập và noi gương phong cách và đạo đức làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Với lực lượng báo chí lớn mạnh như hiện nay, báo chí phải phát huy vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái trên Internet, mạng xã hội. Kịp thời phát hiện, cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, góp phần xây dựng, củng cố, vun đắp bản lĩnh trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần, ý chí và khí phách con người Việt Nam. Các nhà báo cần không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển không ngừng, thường thực hiện nghiêm 10 quy định về đạo đức báo chí, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan trung thực, xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo, cùng với những sai sót về tư tưởng chính trị, lịch sử trong ấn phẩm, ảnh hưởng đến niềm tin, gây tâm lý băn khoăn hoài nghi về đội ngũ làm báo trong xã hội. Khoa học công nghệ dù phát triển tạo thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp đến đâu chăng nữa, song không thể thay thế được trái tim khối óc, ý chí, bản lĩnh và nhân bản của người làm báo. Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng đội ngũ nhà báo hôm nay bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trước đó, tại nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi gặp mặt đại biểu người làm báo tiêu biểu toàn quốc nhân dịp các đại biểu về dự hội nghị gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương cùng 187 đại biểu người làm báo tiêu biểu toàn quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển và gửi lời chúc mừng đến những người làm báo tiêu biểu được tôn vinh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Báo chí đã góp phần rất to lớn trong việc tuyên truyền những quan điểm đường lối của Đảng trong cuộc chiến tranh, đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, thống nhất đất nước. Báo chí luôn là những lực lượng tiên phong tham gia tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Và trong thời kỳ đổi mới, báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh thực tiễn sinh động của đời sống xã hội. Và báo chí hơn ai hết là những người phát hiện, giới thiệu cái mô hình mới, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân. Và báo chí cũng đã góp phần để phát huy bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, cổ vũ toàn dân học tập, có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước và góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu xâm nhập vào Việt Nam. Báo chí cũng đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn các đơn vị báo chí, các nhà báo đã luôn đồng hành cùng hoạt động của Quốc hội, đồng thời mong muốn các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, theo dõi và đưa tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động của Quốc hội, tích cực phản ánh khách quan, chính xác những vấn đề thực tiễn của xã hội, các đề xuất góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, cử tri và nhân dân, để Quốc hội kịp thời xem xét, ban hành những đạo luật, chính sách khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, chủ động đổi mới sáng tạo, cập nhật công nghệ truyền thông mới, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy cao độ trí tuệ, tài năng, tâm huyết, sức sáng tạo để cống hiến nhiều hơn, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hướng đến nền báo chí hiện đại, đội ngũ người làm báo phát huy tối đa sự chủ động, sức sáng tạo, có những tác phẩm báo chí chất lượng. Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc triển khai thi hành luật báo chí nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác báo chí, tạo cơ sở và hành lang pháp lý để thúc đẩy báo chí Việt Nam phát triển bền vững. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc, 13 tháng 6 năm 1950, 13 tháng 6 năm 2020, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đoàn kết sáng tạo, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc, kiên quyết đấu tranh đánh bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh. Ngày 13 tháng 6 năm 1950 đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc. Trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy cao độ phẩm chất anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh lập nên những chiến công vang dội, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc. Xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Dù ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Hà Công Liêu ở thôn Đồng Núi, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch vẫn không thể nào quên quá trình manh nha và hình thành lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc. Giữa nạn đói năm 1945, là người được cách mạng giao nhiệm vụ theo dõi tình hình để phá kho thóc Nhật. Cụ Liêu đã kiên trì theo dõi. Khi nắm bắt được tình hình, cụ Liêu báo cáo tổ chức cách mạng để vận động hàng nghìn người dân Vân Trục và các xã lân cận rầm rộ đi phá kho thóc. Sự kiện phá kho thóc ở đồn Song Vân không chỉ giúp giải quyết được nạn đói mà còn góp phần tập hợp quần chúng theo Đảng phục vụ cách mạng. Tôi vào đấy thì chỗ nào tôi cũng đi được. Thế gọi là tôi vào đấy là lúa bao nhiêu mới kho. Thì tôi về tôi báo cáo với ông Doanh là có hai kho lúa gọi là bán dở. Thế bên này một kho đầy. Dán tem ngang cửa. Tôi báo cáo ông Doanh thì ông về ông huy động một đêm buổi thì đến mai là vào phá kho thóc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Vân Trục còn là nơi ghi dấu nhiều chiến tích cách mạng của quân và dân ta. Đặc biệt trong thời kỳ chống Mỹ, Vân Trục còn là nơi sơ tán của các cơ quan đơn vị và là nơi ở, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng. Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy tinh thần cần cù, yêu nước, chịu khó và đoàn kết để làm sao đó là xứng đáng với cái danh hiệu là nơi sinh ra cái nôi của lực lượng vũ trang và nơi căn cứ địa, tức là của chính phủ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang tỉnh luôn kề vai sát cánh cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi tập trung tham mưu đề xuất để nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ đảng viên, nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình mới. Đối với xây dựng khu vực phòng thủ thì chúng tôi quan tâm đề xuất tham mưu xây dựng cái tiềm lực về quân sự, trong đó tập trung vào xây dựng các cái công trình quân sự, và đến nay thì công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh cơ bản đã hoàn thiện theo cái thế trận trong khu vực phòng thủ. Thế và đặc biệt là quan tâm đến xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó chúng tôi tập trung vào xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện. Chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, lực lượng vũ trang Vĩnh Phúc đã vượt qua khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và trưởng thành, lập nên những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Với chủ trương khuyến khích đưa các giống cây còn mới có năng suất vào sản xuất, những năm qua đã có nhiều người dân mạnh dạn thu gom ruộng đất, thuê lại ruộng của người dân để sản xuất. Nhiều giống cây lần đầu tiên được trồng tại Vĩnh Phúc như cây nho hạ đen. Vốn xuất thân từ kỹ sư xây dựng, song anh Phạm Văn Quỳnh, thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, lại có niềm đam mê lớn với nông nghiệp. Sau nhiều trăn trở, đầu năm 2019, anh dành 7.000 m2 trong tổng diện tích 2 hectare đất ruộng thuê để trồng thử nghiệm 2.000 gốc nho hạ đen. Nói là trồng thử nghiệm, nhưng số vốn đầu tư ban đầu không hề nhỏ, lên đến gần 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh Quỳnh lại quan niệm rằng rủi ro cao luôn đi kèm với cơ hội lớn. Bởi tại Vĩnh Phúc, hầu như chưa có người trồng nho, người dân phải nhập nho từ nơi khác về. Nếu trồng được ngay trong tỉnh, sẽ chủ động được đầu ra. Nên ngay từ đầu, anh đã đầu tư một cách bài bản, khoa học với hệ thống nhà giàn, có mái che, hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Đồng thời chăm sóc cây nho tỉ mỉ bằng phương pháp sinh học, đảm bảo cho ra sản phẩm nho sạch. Trong quá trình mình chăm sóc cây và tạo dinh dưỡng cho cây thì mình ủ các loại phân chuồng, mình thu gom mua của bà con chăn nuôi trong vùng. Mình về mình ủ trong vòng 6 tháng, mình dùng các loại men vi sinh mình ủ để cho nó hoai mục, mình bón cho cây. Thế còn các loại phân tưới, mình cũng thu mua các loại cá, cá tạp, cá bỏ người ta bán ở thị trường rất là rẻ. Thì mình thu mua toàn bộ, mình ủ trong các cái thùng phi lớn để trở thành phân tưới và mình tưới cho cây. Thì như vậy thì nó sẽ mang lại cái giá trị là toàn bộ cái cây này nó ăn là phân hữu cơ tất và cái tuổi bền của cái cây nó sẽ được tăng lên. Sau nhiều công sức bỏ ra, vừa chăm bón vừa nghiên cứu về giống cây nho, chỉ sau hơn một năm trồng, 2.000 cây nho hạ đen đã cho những trái ngọt đầu tiên. Cho thấy cây nho hạ đen không chỉ phù hợp với thổ nhưỡng của Vĩnh Phúc mà còn là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao. Năng suất cái vụ đầu tiên thì hiện tại là mình đang để là mỗi một cây là 4 chùm quả và trung bình mỗi chùm quả là được 5 lạng, là trên một cây là được để 2 cân. Thì với 2.000 cây của mình hiện tại thì vụ này mình sẽ thu hoạch được ước chừng khoảng 4 tấn nho. Và bây giờ hiện tại thì mình đã khai thác được 5 tạ rồi, thì trên vườn vẫn còn khoảng 3 tấn rưỡi nữa. Nhưng mà cái khách hàng của mình thì rất là nhiều. Thứ nhất là mình đổ được cho 2 cái siêu thị mini ở dưới Hà Nội và Phú Yên một siêu thị và Vĩnh Yên một siêu thị mini. Họ lấy cái hàng của mình để họ bán. Cây nho hạ đen cho chu kỳ sinh trưởng lên đến 20 năm. Mỗi năm cây ra quả 2 vụ, thu hoạch vào giữa năm và khoảng cuối năm. Chính vì vậy, mặc dù vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng hiệu quả kéo dài, càng về sau càng tiết kiệm chi phí cho thu nhập ổn định. Với thành công ban đầu từ vườn nho của anh Quỳnh cho thấy, cây nho hạ đen là cây trồng có triển vọng về kinh tế, có thể thay thế những cây trồng kém năng suất khác.
học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ, giản dị trong đời sống hàng ngày. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Tam Dương đã có nhiều việc làm thiết thực, đóng góp không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Sơn, hội viên hội phụ nữ xã Hướng Đạo là một trong những điển hình như thế. Chị Nguyễn Thị Sơn tuy không giữ các chức vụ tại thôn xóm, nhưng mọi người đều biết đến chị là một hội viên hội phụ nữ nòng cốt, luôn gương mẫu tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động địa phương. Thực hiện phong trào học tập và làm theo lời Bác, chị Sơn luôn tích cực vận động các hộ gia đình, đảng viên, hội viên, định kỳ 2 lần một tháng, ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa để làm cho môi trường trở nên xanh, sạch và đẹp hơn. Tích cực vận động chị em phụ nữ trong thôn phải tham gia luyện tập thể dục theo gương Bác để rèn luyện sức khỏe. Bản thân tôi thì một người đảng viên thì tôi nhiều tham gia các nhiệt tình cùng chị em là động viên, giúp đỡ chị em là gia đình khó khăn này. Ví dụ ra các gia đình có hiếu có hỉ chúng tôi đều có mặt. Thế còn các việc thường xuyên thì tôi cũng có đã tham gia vào chương trình là hiến máu nhân đạo 2 lần. Thế còn trong việc xã hội thì về gia đình thì cũng có 2 cháu thì cũng động viên các cháu làm ăn lương thiện. Còn ông chồng thì bây giờ là bí thư thì cũng là người đứng sau để tạo điều kiện giúp đỡ cho ông để hoàn thành tốt nhiệm vụ được địa phương giao. Trong gia đình, chị Nguyễn Thị Sơn còn là một người dâu thảo, vợ hiền, người mẹ đảm đang tháo vát, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của xóm làng và các chuẩn mực đạo đức của công dân nơi cư trú. Gia đình chị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, chị Sơn còn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ đơn thân cũng như tích cực hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Có những đề xuất, sáng kiến, mô hình, giải pháp hay để đưa hoạt động chi hội thôn ngày càng đi lên. Hội viên Nguyễn Sơn là luôn đi đầu trong mọi phong trào của chi hội cũng như phong trào của địa phương về tích cực tham gia hoạt động tất các mọi phong trào của hội, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, và tinh thần tương thân ái luôn đồng hành cùng các chị em trong chi hội để mà mình cùng giúp đỡ nhau, đặc biệt là giúp đỡ những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn đấy ạ. Và có thể là mình bằng nhiều hình thức khuyên góp, ủng hộ quỹ, và mình đi giúp đỡ mọi người bằng ngày công, đi cấy, đi gặt, giúp các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật trong những lúc mà gia đình hoạn nạn. Những việc làm, hành động của chị Nguyễn Thị Sơn đã phần nào sẻ chia động viên những người có hoàn cảnh khó khăn, tự tin, vươn lên trong cuộc sống. Những đóng góp của chị đã được các cấp hội và chính quyền địa phương ghi nhận. Bằng sự nhiệt huyết, cống hiến của mình trong công tác hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Sơn vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong hội nghị điển hình tiên tiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2020. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.